quá choáng với thực đơn giảm cân sau khi sinh của vợ Lý Hải. Minh Hà từng chia sẻ, thời gian mang thai, cô cũng tăng cân như mọi người nên thân hình tròn trịa, nặng nề. Tuy nhiên, sau khi sinh, để đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cho con, Minh Hà cũng không quá ép cân. Việc giảm cân nhanh chẳng qua là cô thường xuyên thức đêm chăm con và cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Mới đây, bà mẹ hot girl cũng chia sẻ ảnh giảm được 10kg chỉ sau 2 tuần sau khi sinh con trai thứ tư. Được biết, bà xã Lý Hải không áp dụng bất cứ chế độ ăn kiêng khắt khe nào. Thực đơn mà cô từng tiết lộ với các bà mẹ trên một nguồn tin cách đây ít lâu bao gồm bữa trưa và chiều ăn một miếng thịt bò bít tết hoặc 300g tôm hấp cùng một đĩa rau lang luộc. Nếu còn chưa no thì ăn thêm nửa bát cơm với thịt cá, đồ xào và ăn canh. Sau bữa trưa có thể uống thêm một ly nước cam mật ong. Bữa chiều, bà xã Lý Hải ăn nhiều sữa chua, trái cây để giúp tiêu hóa tốt, đồng thời bổ sung nhiều vitamin. Bữa khuya thì ăn các món như phở, hủ tiếu, bún. Còn bữa sáng và đêm thì uống sữa đầy đủ chất. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên dùng nước gạo lứt và các loại đậu thay cho nước lọc. Đặc biệt, người đẹp tuyệt đối không uống nước lạnh, không ăn vặt bánh kẹo. Sau sinh hầu như, Minh Hà không có nhiều thời gian cho riêng mình, chủ yếu là dành thời gian chăm con. Đó là lý do vì sao cô không thể thường xuyên tập thể dục bài bản. Thay vào đó, cô thực hành những bài tập đơn giản ngay tại nhà khi có thời gian rảnh rỗi. Minh Hà cho biết, cô chủ yếu tập động tác nằm ngửa, chân gập, bàn chân sát sàn, hông đẩy lên cao, hít thở sâu, sau đó hạ xuống từ từ thở ra và kết hợp với hóp bụng. Cả hai vợ chồng thường tranh thủ trốn con đi hẹn hò, thưởng thức những bữa ăn sang trọng, đa phần là hải sản.